là nữ hoàng nội y của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và nóng bỏng. Tuy nhiên, dân tình cũng nhiều lần ngỡ ngàng trước cân nặng lên xuống. Thất thường của người đẹp Là một trong những sao Việt có sức hút lớn nhất showbiz, Ngọc Trinh luôn phải chăm chút vẻ bề ngoài vô cùng kỹ lượng và giữ hình thể đẹp trong mắt công chúng. Đã có lúc chân dài gốc trà vinh khiến mọi người vô cùng trầm trồ với vòng eo 56, chuẩn chỉnh Tuy nhiên, cũng có không ít lần dân tình phải hốc hác trước sự thay đổi vóc dáng, thất thường của người đẹp. Ngọc Trinh khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc đỉnh cao cùng vòng eo 56. Nổi tiếng với danh chứ nữ hoàng nội y của showbiz Việt. Nên mỗi lần xuất hiện trước công chúng Ngọc Trinh luôn giành dân tình mất máu vì nhan sắc body thuộc hàng top. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, nước làn da trắng nọn Ngọc Trinh có cơ thể ngọc ngà và vòng ba vô cùng chuẩn chỉnh. Chuyện người đẹp diễn những trang phục gợi cảm phô trương, hình thể đạt chuẩn của mình đã không còn xa lạ, đã từng có thời điểm ngọc trinh khiến dân tình xuyết xoa và ngưỡng mộ với nhan sắc đỉnh cao và vòng eo 56. Vì đã quá quen thuộc với Ngọc Trinh, mình hạc sương mai, nên thời điểm cuối năm, năm 2017, dân tình vô cùng bất ngờ trước diện mạo có đầy đà vì lên cân của người đẹp, bên cạnh đó thường xuyên lựa chọn trang phục ôm sát khi tham gia sự kiện để được lỗ khuyết điểm và bắp tay khá nhỏ vào thời điểm đó. Ngọc Trinh thừa nhận đã đánh mất vòng eo 56. Sau thời gian lên cân quá đà, Ngọc Trinh quyết tâm giảm cân và dần lấy lại nhan sắc đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2020 vừa qua, chủ nhân của vòng eo 56 bất ngờ vướng tin đồn sử dụng chất kích thích. Vì dấu hiệu xuống cân quá mức báo động, loạt ảnh đi lỗ thân hình gầy dư trương, cánh tay khẳng khiu của cô nàng đã khiến nhiều người lo lắng. Giải đáp thắc mắc của netizen về việc giảm cân quá đà Ngọc Trinh cho biết, ốm hay không không quan trọng, quan trọng là vòng 1, vòng 3 của mình vẫn còn đầy đà và được. Với lại, Trinh thích nhất khi mình ốm xuống. Tuy mặt không phải tròn vo như ngày xưa nhưng cũng không phải là quá hóp vì mắt, mũi, miệng Trinh đều tròn, không quá lo. Có điều xương vùng cổ của Trinh nó hơi lòi nên mọi người nghĩ Trinh đang dùng xì kem ma túy ốm nhom, ốm nhắc như vậy. Dạo gần đây, nữ hoàng nội y cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện mồ hôi trong các bài tập tại gia. Sau khi tăng cân trong thời kỳ COVID-19 đây là cách cho cô ăn uống bung xọa thời gian giãn cách của người đẹp tuy nhiên trong lần tăng cân này Ngọc Trinh đã được nhiều người nhận xét vì vẻ bề ngoài quyến rũ xinh đẹp và có sức sống hơn hẳn